Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món rau muống ngâm chua ngọt. Và để làm cái món này thì mình chuẩn bị đi làm một bó rau muống. Và một bó rau này nặng 300g. Và đây là giấm, mình sẽ dùng 150ml, 150g đường phèn. Ở đây mình dùng đường phèn nha các bạn, để cho cái vị ngọt nó sẽ thanh hơn. Nhưng mà các bạn không có đường phèn thì các bạn có thể dùng đường cát trắng bình thường cũng được. Và đây là muối, mình sẽ dùng 5g. Và 30g ớt, 30g tỏi. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ nấu phần nước giấm đường trước nhé. Mình sẽ cho giấm vô trong một cái nồi. Tiếp theo là mình sẽ cho đường phèn vô. Và mình sẽ cho vô khoảng 2g muối. Và bật bếp lên. Mình sẽ nấu cho cái phần đường này tan ra. Nấu cho nó tan ra là được rồi nha các bạn. Tan ra hết rồi, bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và để cho cái phần nước giấm đường này thật là nguội. Rồi tiếp theo là mình sẽ lạc rau muống. Mình sẽ bỏ đi cái phần lá. Mình chỉ lấy cái cọng rau như thế này thôi. Bạn nhớ cắt bỏ đi cái đọt luôn nha. Rau muống sau khi mà mình đã lạc xong thì mình sẽ đem rửa sạch lại với nước lạnh. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắt rau muống ra thành những khúc bằng nhau. Mình sẽ cắt cái độ dài khoảng 6cm. Các bạn lấy một cọng đó mình đo theo. Mình cắt cho nó đều đều nhau, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Sau đó mình để qua cái rổ. Tương tự thì các bạn sẽ cắt cho đến khi nào hết rau muống thì thôi. Mình sẽ đem rau trụng sơ qua với nước sôi. Mình bắt lên bếp khoảng nửa nồi nước sôi, sau đó mình sẽ cho vô 3g muối còn lại. Tiếp theo là mình sẽ cho rau muống vô. Rồi mình dùng đũa mình đảo đều lên nhé. Mình trụng sơ qua thì các bạn thấy cái rau muống của mình cái màu xanh nó tươi hơn nè. Đảo đều lên. Đảo đều sau đó mình sẽ tắt bếp rồi mình vớt rau ra. Chỉ trụng sơ thôi nha các bạn, chứ mình không luộc nha. Mình nấu lâu quá thì rau muống của mình nó mất đi cái độ giòn đó. Rồi mình sẽ tắt bếp, sau đó mình sẽ vớt rau ra rồi mình để vô trong một cái tô nước đá lạnh. Mình ngâm rau muống trong nước đá như thế này là để cho cái rau muống của mình nó giữ được cái độ giòn và nhìn nó sẽ tươi hơn. Để ngâm rau muống trong nước đá khoảng 10 phút rồi mình sẽ vớt ra và để cho thật là ráo nước. Rồi phần tỏi ớt á, thì mình sẽ ngắt cái cùi ớt ra như thế này. Rồi phần tỏi thì mình sẽ lột vỏ rồi mình sắc lát mỏng. Tỏi mình sẽ sắc lát ra. Ở đây mình có chuẩn bị một cái hũ thủy tinh nè các bạn. Và mình sẽ cho rau muống vô. Các bạn nhớ hũ thủy tinh phải khô nha. Rồi cho rau muống vô, sau đó mình sẽ cho vô vài lát tỏi nè, vài trái ớt. Rồi tiếp tục mình sẽ cho rau muống vô nữa. Các bạn cứ cho một lớp rau muống, một lớp tỏi ớt vô. Ở đây mình chuẩn bị hai cây xiên que nè các bạn. Các bạn cắt cho nó bằng với lại cái hũ nha. Đó mình để vô. Để mình ém cái phần rau muống này cho nó dẹp xuống. Để khi mình chế cái phần nước giấm đường vô thì nó sẽ không có bị nổi lên. Rồi bây giờ mình sẽ chế phần nước giấm đường vô. Sau đó mình sẽ đậy nắp kính lại và mình sẽ ngâm trong vòng 3 ngày. 3 ngày là rau muống của mình nó chua lên thì mình có thể ăn được rồi. Và mình để bên ngoài khoảng 2 tiếng, sau đó mình sẽ để vô trong ngăn mát tủ lạnh nhé.
Thế bây giờ mình sẽ gấp ra muối ra và mình ăn thử nha. Thì mình lấy cái cây này ra nha các bạn. Và nhìn những cọng rau muống nè, rất là ngon luôn á. Rồi, ở đây thì mình có chuẩn bị thịt heo kho nha các bạn. Thịt heo mình kho với lại củ cải trắng đó. À, mình ăn cái món rau muống ngâm chua này thì mình sẽ ăn với lại thịt kho thì nó sẽ rất là hợp luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Mình sẽ ăn thử rau muống trước. Đây mình có cơm nữa nè các bạn. Mình sẽ ăn với cơm. Đây, lấy một miếng thịt kho nữa. Rau muống thì rất là giòn luôn đó các bạn. Rau muống vừa giòn nè, có vị chua chua, ngọt ngọt, rất là vừa ăn luôn các bạn. Và có mùi thơm của tỏi ớt nữa. Mình ăn với lại thịt kho mặn mặn nè. Wow, rất là hợp luôn á, rất là tuyệt vời nha các bạn. Rồi rau muống thì rất là rẻ tiền, mình mua một bó rau muống như vậy nha các bạn, chỉ có 5.000 thôi à. Rồi tỏi ớt này á, thì mình ngâm cho nó đẹp với lại nó thơm thôi các bạn. Nếu mình không có ăn, còn bạn nào mà ăn được thì các bạn có thể ăn luôn cũng được. Các bạn cũng có thể chấm vô như thế này. Và cái món rau muống ngâm chua này nè các bạn, thì mình thấy người ta cũng hay ăn với lại bánh mì nè. Mình ngâm như thế này ăn rất là giòn các bạn. Và các bạn nên chọn loại rau muống xanh để mình làm cái món này nha. Chứ bạn các bạn đừng có chọn cái loại rau muống màu tím nha. Tại vì rau muống màu tím á, khi mà mình làm ngâm chua thì ăn nó sẽ có vị hơi chát. Cho nên là mình dùng rau muống xanh thì ăn nó sẽ ngon hơn. Cái này mình kho thịt kho như bình thường nha các bạn. Các bạn cũng có thể dùng thịt kho tàu cũng được nha. Hoặc là thịt gà kho, nói chung là các món kho thì các bạn ăn với lại rau muống ngâm chua thì rất là hợp luôn. Các bạn cũng có thể ăn với cá kho nữa nè. Trong bữa cơm của mình á, ăn các món kho mà có rau muống ngâm chua như thế này á, thì ăn nó sẽ không có bị ngán và mình sẽ ăn được rất là nhiều luôn. Rồi mình ăn với thịt kho như thế này nè các bạn, thì các bạn cũng có thể ăn với lại đồ nướng á, như là cút nướng hay là cánh gà nướng gì, các bạn ăn với đồ ngâm chua như vậy nè. Rất là tuyệt vời luôn. Đây mình sẽ ăn thử củ cải trắng nha các bạn, mình kho với củ cải trắng á. Củ cải trắng ăn rất là mềm. Nếu mà các bạn muốn cho cái rau muống của mình nó chua hơn á, thì các bạn có thể để bên ngoài cả ngày luôn, rồi mình để vô trong ngăn mát tủ lạnh. Như vậy thì nó sẽ mau chua hơn đấy các bạn. Cái món rau muống ngâm chua ngọt như thế này thì các bạn thấy rất là dễ làm đúng không nè. Và rau muống thì cũng rất là rẻ nữa nè. Các bạn có thể làm thật là nhiều rồi mình ngâm vô trong một cái hũ thật là to. Mỗi lần ăn thì mình sẽ lấy ra một ít vừa đủ gia đình mình ăn là được rồi, chứ các bạn đừng lấy ra nhiều quá nhé. Khi mà mình lấy ra ngoài mình ăn rồi thì các bạn đừng nên bỏ lại trong cái hũ nha. Nếu mà mình bỏ lại trong cái hũ nó sẽ dễ bị hư lắm. Mình lấy ra bao nhiêu thì mình ăn hết bấy nhiêu nha. Bây giờ thì mình ăn cũng chưa hết cơm nữa đấy các bạn. Và các bạn ơi, video làm món rau muống ngâm chua ngọt của mình đến đây cũng hết rồi. Và mình chúc cho các bạn làm thành công nè và ăn ngon miệng nữa. Và nếu các bạn mà có yêu thích cái món rau muống ngâm chua ngọt của mình á, thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.